Đội tuyển Anh đã thành công bất ngờ ở World Cup 2018 và điều đó đã giúp cho Gareth Southgate giữ được chiếc ghế của mình ở đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Anh cũng đã trao cho ông nhiều quyền hạn hơn để xây dựng một đội tuyển Anh với những tham vọng rất lớn, đó là vô địch Euro 2020 và cả World Cup 2022 nữa nếu có thể. Và chúng ta đã thấy huấn luyện viên Gareth Southgate đã có những bước đi khiến cho tất cả mọi người đều phải bàng hoàng. Ông đã gọi rất nhiều những cầu thủ trẻ cho đợt tập trung lần này ở vòng loại Euro 2020 và đó giống như những làn gió mới dành cho Tam Sư vậy. Rất nhiều cái tên mới xuất hiện. Declan Rice, cái tên lạ lẫm mới 20 tuổi từ câu lạc bộ West Ham. Hudson-Odoi, người chưa có một trận đá chính nào ở Chelsea. Jadon Sancho, ngôi sao đang lên ở Dortmund dù đã có vài trận ở đội tuyển Anh. Nhưng với nhiều người, đây mới là thời điểm chín muồi để anh giới thiệu mình với thế giới. Bên cạnh đó có hai gương mặt dù không còn trẻ, nhưng mới xuất hiện. Đó là Ward-Prowse của Southampton và Callum Wilson của Bournemouth. Một đội tuyển Anh trẻ trung và nhiều gương mặt mới là điều hợp lý, bởi tuyển Anh nằm trong một bảng đấu khá dễ thở vòng loại Euro. Với đối thủ lớn nhất có lẽ là Cộng hòa Séc, họ còn một con đường khác, đó là tìm vé dự Euro bằng cách vô địch UEFA Nations League, mà họ đang là một trong bốn đội bóng có cơ hội làm điều đó. Hay nói đến một trong những nhân tố được kỳ vọng nhất và khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất, đó là Declan Rice, người từng đại diện cho Cộng hòa Ireland ở các cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia. Do đó, quyết định chuyển hộ khẩu sang Anh vào tháng trước của Rice gây ra rất nhiều tranh cãi. Đó thực sự là một quyết định khó khăn với cá nhân tôi. Bạn biết đấy, giai đoạn này luôn rất quan trọng với mỗi đời cầu thủ. Rice được biết đến với vai trò một tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự. Vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Anh không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí mỏ neo. So sánh cùng các nhân tố khác nơi khu trung tuyến của Tam Sư, Rice sở hữu những con số thống kê ấn tượng hơn. Anh có 2.386 phút thi đấu, nhiều hơn 800 phút so với Harry Wing, gần 1.000 phút so với Jordan Henderson, gấp đôi Eric Dier, gấp 3 lần với Fabian Delph. Anh cũng nổi bật bởi số lần thua đội bóng thành công nhiều thứ hai tại Premier League 138, tỷ lệ chính xác ở các tình huống tranh chấp trên không là 60%. Mạnh mẽ, hỗ trợ tấn công tốt, lối chơi khá đa năng trở thành hình ảnh đặc trưng của tiền vệ 20 tuổi. Rice cũng là mục tiêu khiến nhiều ông lớn thèm thuồng dù mới lên đội 1 của West Ham chưa lâu. Từ Chelsea, Tottenham đến Man United từng bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao đang lên này. Thậm chí Man City của Pep Guardiola còn nhắm sẵn anh để thay thế vị trí của lão tướng Fernandinho. Cầu thủ của West Ham sở hữu nền tảng thể hình và thể lực cực tốt, giúp anh có thể chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi. Trung bình, Rice có tỷ lệ tắc bóng chính xác lên tới 63%. Anh chính là người chăm tắc bóng nhất tại West Ham mùa này. Sau niềm kỳ vọng mang tên Rice, chúng ta phải nói đến bất ngờ mang tên Hudson-Odoi, người không đá chính ở câu lạc bộ nhưng lại được gọi lên tuyển quốc gia. Hudson-Odoi có thể trở thành tuyển thủ Anh trẻ thứ nhì trong toàn bộ lịch sử xuất hiện trong một trận đấu chính thức. Đây là một trải nghiệm điên khùng nhưng tôi rất hạnh phúc. Hudson-Odoi nói, cầu thủ của Chelsea ban đầu được triệu tập vào đội U21 Anh. Tuy nhiên, khi đang tập trung tại đây, huấn luyện viên Andy Boothroy thông báo Hudson-Odoi được đôn lên đội tuyển quốc gia. Tôi đã nghĩ huấn luyện viên đang đùa. Tôi bị sốc và khi được biết bản thân thực tế đã được đôn lên đội tuyển, tôi không thể tin được. Cầu thủ 18 tuổi nói tiếp. Hudson-Odoi chưa lần nào đá chính tại Ngoại hạng Anh dù đã có 19 lần ra sân cho Chelsea mùa này. Cầu thủ chạy cánh này từng được chú ý khi trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Bayern Munich vào tháng 1 vừa qua. Nhưng Chelsea kiên quyết giữ chân anh. Tôi rất hạnh phúc. Đây là giấc mơ thành sự thật. Bây giờ tôi cần làm việc chăm chỉ, tận hưởng từng khoảnh khắc ở tuyển Anh. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng bản thân sẽ tạo ra đóng góp khi được trao cơ hội. Hudson-Odoi đã xuất hiện lần đầu tiên ở Premier League vào hồi tháng 1 năm 2018, tức 14 tháng trước khi được gọi vào đội tuyển Anh. Câu chuyện về One Coach trong quá khứ hay là Rashford cách đây vài năm cho thấy, Odoi hoàn toàn có thể tin rằng dù chưa phải là ngôi sao ở Ngoại hạng Anh, nhưng anh hoàn toàn có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ lớn nhất và có cơ hội đá chính cao nhất lại không phải là hai ngôi sao vừa kể, mà đó là Jadon Sancho. Lý do là bởi Rashford đã bỏ lỡ buổi tập đầu tiên của đội tuyển. Tiền đạo của Man United gặp vấn đề về mắt cá kể từ trận hòa không đều với Liverpool vào cuối tháng 2 và đến bây giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nhiều khả năng để đảm bảo an toàn cho cậu học trò của mình, Southgate sẽ cất Rashford trên ghế dự bị ở trận gặp Cộng hòa Séc. Và có thể chơi tốt ở vị trí của Rashford, không ai khác ngoài Sancho. Tiền đạo thuộc biên chế của Dortmund đã có 3 lần ra sân cho đội tuyển Anh, trong đó có một lần xuất phát ở trận gặp Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Nếu gây ấn tượng đủ mạnh với Southgate, Sancho có thể được xuất phát trước Cộng hòa Séc. Qua đó có lần đá chính đầu tiên trong một giải đấu chính thức cho Tam Sư. Trên thực tế, với những gì đã thể hiện trong màu áo của Dortmund, Sancho xứng đáng có cơ hội này.
Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này, chỉ mình Lionel Messi có số kiến tạo ngang bằng với Sancho. Ngoài ra, anh còn đóng góp tới 8 bàn cho đội bóng vùng rùa. Những làn gió mới, những cầu thủ mới là điều rất cần thiết với đội tuyển Anh vào lúc này. Nhưng để đi một chặng đường xa và dài với những tham vọng lớn, thì họ buộc vẫn phải dựa vào những trụ cột của mình. Và hầu hết những trụ cột của đội tuyển quốc gia Anh vào lúc này, họ đều đang chơi ở top 6 câu lạc bộ hàng đầu của nước Anh. Và người ta đang lo ngại rằng khi mà những câu lạc bộ của họ đang cạnh tranh gay gắt cho những vị trí ở ngoại hạng Anh, thì họ sẽ mất đi sự toàn kết khi lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng điều đó đã được Harry Kane, đội trưởng của đội tuyển Anh, ngay lập tức phủ nhận. Đội trưởng Kane chia sẻ, chúng tôi biết cơ hội được chơi nhiều trận sân nhà nhất có thể ở Euro là một điều tuyệt vời. Bạn không thường xuyên có được nó trong sự nghiệp và chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để thực hiện điều đó. Chúng tôi cảm thấy sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trước World Cup 2018, chẳng có kỳ vọng nào cả. Nhưng giờ chúng tôi đã thay đổi được điều đó. Chúng tôi muốn làm người hâm mộ hạnh phúc, nhưng còn cả chặng đường dài ở phía trước. Hiện tại, đội tuyển Anh vẫn là tập hợp của những thành viên đến từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở ngoại hạng Anh. Người hâm mộ lo sợ sự thiếu đoàn kết như quá khứ sẽ lặp lại. Kane lập tức trấn an. Khi bạn thi đấu, bạn phải cống hiến 100% khả năng và mọi thứ khác phải đặt ra bên ngoài. Khi bạn trở lại câu lạc bộ thì là một vấn đề khác. Đấy chính là một phần của thành công. Chúng tôi đã nghe về những điều trong quá khứ, rằng mọi người ngồi theo bàn khác nhau và đội bóng bị chia rẽ. Bạn không thể có những thứ như vậy trong đội. Bạn cần phải đoàn kết 100%. Thực ra chỉ có những cuộc cạnh tranh về vị trí thi đấu, bởi trong tay sao ghế lúc này có quá nhiều những cầu thủ hay ở cùng một vị trí, đơn cử như ở vị trí hậu vệ phải. Thời gian gần đây, huấn luyện viên Southgate đã chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-3-3. Vì thế, Walker không còn chỗ để đá trung vệ, mà phải cạnh tranh để đá chính ở vị trí hậu vệ phải. So với hai đồng đội, Walker giàu kinh nghiệm nhất. Anh đã có 44 lần khoác áo đội tuyển Anh, nhiều hơn hẳn so với Trippier và Alexander-Arnold. Thế nhưng, phong độ của Walker trong gần một năm qua không được tốt. Tại World Cup 2018, hậu vệ 28 tuổi này là mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ của đội tuyển Anh. Anh mắc lỗi trực tiếp khiến đội tuyển Anh thất bại trước Croatia bán kết. Còn ở cấp độ câu lạc bộ, Walker cũng liên tiếp gây thất vọng. Walker mắc nhiều sai lầm tai hại ở Premier League và có giai đoạn bị gạt khỏi đội hình chính của Man City. Cái tên còn lại, Trippier có thế mạnh riêng. Điểm cộng của Trippier là sợi dây liên kết giữa anh và chân sút chủ lực Harry Kane. Cả hai dễ dàng tìm được sự ăn ý do thời gian dài chơi bóng cùng nhau ở Spurs. Tuy nhiên, Trippier đang có dấu hiệu mệt mỏi sau một năm thi đấu gần như không có thời gian nghỉ. Ngay cả ở vị trí hậu vệ trái, cơn đau đầu dễ chịu cũng xảy ra với Southgate. Ông có Ben Chilwell cực kỳ ổn định tại Leicester City và một Danny Rose dày dặn trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Có lẽ mỗi trận đấu sẽ là một sự thử nghiệm mới mẻ ở hành lang trái của đội tuyển Anh. Khu vực giữa sân cũng cực kỳ chật chội nếu nhìn vào bảng danh sách triệu tập của đội tuyển Anh. Fabian Delph, Eric Dier hay Jordan Henderson, rồi còn có cả Ali, Declan Rice và Ross Barkley. Sẽ có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng vì cảm giác sự chênh lệch trình độ là không quá lớn. Có lẽ vào lúc này, chỉ mình đội trưởng Harry Kane là có thể chắc chắn về vị trí của mình. Việc tiến vào vòng chung kết Euro là rất quan trọng với đội tuyển Anh. Nếu đi tiếp vào bán kết thì coi như tuyển Anh cũng được đấu ở sân nhà vì sân Wembley đăng cai tổ chức các trận bán kết và chung kết, cùng một trận nữa ở vòng 16 đội. Xem ra, Euro 2020 gần như đã được tổ chức ở nước Anh với tổng cộng 7 trận được tổ chức ở sân vận động Wembley. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nếu Kane của các đồng đội sẽ lên ngôi ở giải đấu này sau nhiều năm chờ đợi một danh hiệu lớn của các cổ động viên nước Anh. Báo chí Anh đang rất hy vọng rằng đội tuyển Anh đang đi đúng hướng trên con đường trẻ hóa đội hình của mình với những tham vọng lớn của họ ở tương lai, đó là vô địch Euro 2020 trên sân nhà và ở World Cup 2022 nữa, họ mong muốn đổi màu huy chương. Đó là những gì mà những cổ động viên của đội tuyển Anh mong muốn và chờ đợi, và tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những cầu thủ mà chúng ta hàng tuần vẫn xem họ thi đấu sẽ chơi như thế nào trong màu áo của đội tuyển quốc gia. We'll be right back.